Nhàn tre rất đẹp ha, nó bố trí rất đẹp các bạn. Đây là những hoa súng này. Nhét vô cái con hoa này cũng đẹp, súng nhỏ. Hai bên cái này họ làm bằng tre hết các bạn. Đây có hai bông giấy gì rất nhiều màu sắc ha, đẹp không? À, trên đó chắc là cái tầng 1 đó, lát mình sẽ lên trên đó mình sẽ tham quan cái này ha. Trên đó tầng 1 sẽ là nhìn toàn cảnh đó.